trường hợp này, cái trường hợp mà đến thân dọn thánh thần nó động thảm cho trần nhà chống lượng quan, Đức Thầy nói cái đệ nhị thế chiến đó, nó khởi từ hồi cái năm Mão là năm 39 Thầy ra đời, nó kéo dài luôn tới thân dọn, cuối cùng tới tháng 8 năm Dậu đó, thì tới đó, đó nó mới ngừng chiến tranh đệ nhị thế chiến, rồi đã chết 27 triệu người trong cái thế giới này, cái đệ nhị thế chiến nó như vậy, nhưng mà nó chưa, là vì nó không bằng cái đệ tam thế chiến. Bây giờ bắt đầu nó tới đệ tam thế chiến nè, nó phải chết dữ dằn hơn nữa, gấp cả ngàn lần cái năm mà đệ nhị thế chiến nữa. Như vậy không phải là chết như vậy là hết, không còn ai để lập đời, mà chết như vậy để trả quả một số, còn cái số người hiện đức Phật trời cứu sống để lập đời thượng hơn, chứ không phải chết hết. Nếu để chết hết rồi cái cõi thượng hơn ai đâu ở. Thầy dạy mình tu nè, là chuẩn bị cho mình về thượng hơn đó. Bởi vậy cái người tu đâu cũng chết. Bởi vậy con nhà ông Năm dạy cái câu đó đó. Anh em huynh đệ hiểu để người ta sợ đó, chết hết rồi sao mình nữa gặp thầy. Thầy nói rất rành mà, cứu lương hiệu nhẫn cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, đó, kẻ gian ác mới tiêu diệt, chứ người lương hiền đâu có tiêu diệt. Đức Thầy muốn nói cái phần của Đức Thầy để mà ra giải đời á, tức là ở trong Đức Thầy đó, nó có bốn cấp bậc, Thầy là Phật, tức là Đức Di Lạc Lâm Phàm độ chúng sanh, đó rồi đệ tử Đức Thầy nó có ba hạng, Cường Phật Thánh Tiên, ông Cử Đa, rồi ông Nguyễn Bỉnh Khiêm là Trạng Trình, rồi Đức Nguyễn Trung Trực, đó, đó là ba tớ nữa, là đủ ba tớ một thầy đó, thành ra đi dạy khắp nơi đó là trong cái thời kỳ Đức Thầy ra đời, nói như vậy, nói ba tớ một thầy là tượng trưng, chớ ba cấp bậc đều là đệ tử hết. Thầy là vị Phật có sắc lệnh Ngọc Đế, có sức lệnh Phật Tổ, thầy được quyền sai cấp bậc tiên thánh thần gì thầy sai được hết, không phải riêng ba vị đó mà tất cả ông thần, tất cả ông tiên, tất cả ông thánh thầy được quyền sai hết, thế là như vậy đó. Ta mắt lánh tà tây đa sự, làm điên khùng cũng tự lẽ đi, tại vì cái thời pháp tụ, nếu thầy á, mà nó biết là thần thánh nó giết cho nó không có để, cho nên buộc lòng thầy phải xưng khùng xưng điên để qua mặt pháp mới sống với pháp được. Ông đó ông khùng điên chứ không có gì để ý tới, mà trái lại nếu biết ông đó là thần thánh thì nó giết nó không có để. Pháp là nó như vậy, nó muốn diệt các nước để nó làm bá chủ, cho nên luôn luôn là phải tránh những cái đó. Cho nên Đức Thầy nói đó, nửa sao mới biết điên này là ai, tới lập hội lâu qua mình mới biết thầy là ai, chứ bây giờ đây những cái tên đó là những cái tên tạm giả không, chứ không có tên thiệt. Tức là Đức Thầy muốn nói ở trong cái thiên kinh đó, của Phật đó, thì luôn luôn nó có cái câu chú tiêu tan mọi nặng tai là diệt nàng tu rị, tu rị tu rị ma ha, tu rị tát bà ha đó. Còn bây giờ mình tín đồ Đức Thầy thì không có đọc chú, cho nên mình mới dùng cái câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật để cứu khổ diệt khổ. Cái câu niệm Phật đó nó có vô lượng phước, thế vậy đó. Còn ở bên nhà chùa thì người ta dùng cái câu chú tu rị ma ha, tu rị tát bà ha, đó là câu chú diệt nàng tu rị. Mình thì dùng cái câu Nam Mô Di Đà Phật, chứ mình không có niệm chú như người ta, nó khác cái chỗ đó. Xin thưa rằng cái pháp tu tứ diệu đế bát chánh đạo và các cái pháp khác mà Đức Phật dạy là để cho mình nhận ra Phật tánh của mình. Khi nhận ra Phật tánh của mình rồi là cái biết, thì sống thường cái biết vô, không cần các pháp nữa, mình vẫn thành Phật. Khi chưa nhận được cái biết, chưa ngộ được Phật tánh thì nhờ các pháp để mình nhận ra, để mình hiểu được. Mà khi hiểu được nhận ra rồi thì sống ngay cái biết của mình thì thành công đắc đạo, khỏi cần pháp gì nữa hết. Cái đó mới là chánh pháp. Chánh pháp là cái biết, còn các pháp khác là phương tiện, chứ không phải thật pháp. Coi như là các pháp giống như ngón tay chỉ mặt trăng, mà cái biết là mặt trăng thật của mình, mượn lời của Phật, mượn lời trong kinh để nhận ra ông Phật của mình. Khi nhận ra ông Phật của mình rồi thì cái lời ở trong kinh nó không quan trọng nữa, như vậy đó. Cái chữ sám hối đó, nó ở trong kinh nó có cái nghĩa là sám giả, sám kỳ tiền thiên,
hối giả hối kỳ hận quá. Tức là sấm là ăn năn các lỗi trước, hối là ngăn ngừa các lỗi sau. Nghĩa là những cái lỗi qua rồi mình ăn năn cải sửa không để phạm nữa, rồi những cái lỗi sắp tới mình cũng trừ tiệt không cho phạm nữa, mà gọi là sám hối. Chứ không phải sám hối lại chùa lại, lại cái ít bữa về làm quấy nữa rồi cái dầm thao lại chùa lại, cái đó là sám hối gian lừa gạt Phật, chứ không phải sám hối thiệt. Cái cuộc sám hối vô chùa thường thấy là gian lừa biết mấy nhiêu lần á, thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời con thà. Nó gầy gầy cái vụ sám hối giả dối, mình phải sám thiệt trong lòng mình, chứ không phải là chùa lại rồi làm sao đi làm quấy nữa rồi là chùa lại nữa, cái vụ đó không êm. Cái đó là theo cái luật tuần hoàn, cái luật tuần hoàn của vũ trụ. Cái thời Đức Thích Ca đó thì cõi trung ương nó ở nhằm Ấn Độ, cho nên Đức Thích Ca mới sanh vào Ấn Độ để mà độ chúng sanh. Rồi bây giờ luật tuần hoàn nó theo cái động linh chuyển, cái cõi trung ương nó xây trở lại Việt Nam. Các cái nhân duyên mà có tu theo thầy, có duyên với Phật thì đều hội tụ sanh ở Việt Nam hết. Cho nên Đức Thầy mới ra đời tại Việt Nam để độ tất cả chúng sanh. Nên các vị Phật ra đời cũng tùy theo nhân duyên, chứ nó không phải vô cớ. Nó bằng cớ là 12 giờ trưa đó mình xem lên cái trời đúng ngọ. Các nước khác nó đâu có đúng ngọ 12 giờ trưa đâu. Tức như mình như vậy đó, mình nói đúng là cõi trung ương, còn các nước khác nó không phải là trung ương, nó ý là như vậy. Tại vì á, Nam là nó ảnh hưởng tự do, nó thừng tí về tôn giáo, thừng tí về hữu thần nhiều hơn, cho nên mới truyền bá đạo đức được, mới dạy cái đạo cho mình tu được. Cho nên các vị Phật cũng phải chọn nơi phù hợp mới ra đời. Ở ngày xưa thì hoàn cảnh của xã hội Ấn Độ nó khác, còn bây giờ hoàn cảnh của đất nước Việt Nam nó khác. Cho nên vì vậy mà các vị Phật lâm thào ở Việt Nam chú trọng người tại gia hơn là xuất gia. Cho nên cái số tại gia này sau này tu đắc đạo vô số vô biên, với cái số xuất gia sau này á, bị danh lợi rồi tu không có nổi, cuối cùng không có ai đắc đạo mấy người hết. Nó bị vậy đó, không có mấy người đắc đạo. Còn tại gia tuy nghèo nghèo chứ họ làm phước, họ làm lành không ạ, họ không có tạo chùa chiền gì hết á, cho nên dễ thành Phật hơn xuất gia là như vậy. Thưa ông Lâm, theo ông Lâm thì cái thời kỳ hạ nguyên là còn bao lâu nữa là xuất hiện? Ông Lâm giải đáp cho chúng con hiểu. Thật ra đó thì cái chuyện thiên cơ, nhiều khi nếu đúng theo cơ giảng á, thì nó không còn lâu nữa. Cho nên bây giờ các ngài người ta chỉ nói ngày nói giờ thôi, chứ không còn nói năm nói tháng nữa. Vì thiên cơ nó đã đến rồi, nói năm nói tháng thì nó còn lâu dữ lắm, cho nên chỉ nói ngày giờ là được rồi. Trung ương ba tiếng sấm, nghe tiếng gái phụng hoàng, nhìn trời giờ đúng ngọ, Phật dương xuất thế gian đó. Tức là một ngày nào đó mình nghe nổ ba tiếng sấm 12 giờ trưa đó, thì có minh dương xuất thế. Khi bằng Đức Thầy nói đó, minh dương trị chúng thế giới bình an đó, thì cái vị minh dương sẽ ra đời, và nữa là để mà thay đổi cái cuộc đời thất thân dễ rõ, lập đời thượng hơn. Cái ngày giờ đó là không còn xa nữa, không còn bằng năm bằng tháng nữa, mà phải bằng ngày bằng giờ thôi. Cái ý là như vậy đó. Thiên trên trời đó ca tôi nghe đó, là mấy ông quy theo thầy tu rồi, mấy ông ca cái bài ca của thầy, cái bài giảng của thầy. Đến thần dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng quang, tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập sớm làm còn chi. Cuối thần dậu y như thượng cổ, thì nhân sanh hết khổ tới mai, bế dương sức thế là ngài, dậu thân bình trị trong ngoài ao ca. Đó, đế dương xuất thế là ngài, tức là ngài ông minh dương mình xuất thế đó là cái ngài dậu thân, ngài thân với ngài dậu, chứ không còn nói năm nói tháng nữa. Nó kế bên vậy đó. Bây giờ ông vua xuất thế vào 12 giờ ngọ, ông vua xuất thế vào ngày thân với ngài dậu, nó mình chờ xem, hãy đợi đấy rồi sẽ tới, chứ khỏi phải bàn nữa.
Thưa ông Năm, như theo pháp môn Tịnh Độ ở trong kinh sách nói là niệm Phật 10 tiếng mà nhất tâm thì có thể sanh lên Tây Phương. Còn so với đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng niệm Phật thì ông Năm giải cho con nghe ở chỗ này. Dạ. Thật ra đó thì pháp đó, thì nó không có pháp cao pháp thấp, cũng không có pháp tu chậm tu mau. Còn tu chậm tu mau hay pháp cao pháp thấp đó là trình độ của chúng sanh, có cao có thấp. Nhưng Phật mới dụng theo đó để nói cái chuyện Phật pháp đó. Thành ra nói niệm Phật từ một câu cho đến 10 câu, hoặc giả một ngày đến 7 ngày thì Hy Lâm Trung được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Nói như vậy đặng cho cái người không dám tu đó, sợ tu đó, họ ham tu để mà hóa độ họ lần lần. Chứ thật ra Đức Phật ra đời cách đây mấy ngàn năm mà ai niệm Phật một câu tới 7 câu được giảng sanh đâu. Ai là cái người mà niệm Phật một ngày tới 10 ngày được về Tây Phương đâu. Thành ra mình muốn nói thực tế khoa học bây giờ là nó nhìn nhận cái đạo Phật là siêu hơn khoa học, siêu hơn các đạo trên thế giới. Nhưng mà nó cũng đâu có nhìn nhận cái vấn đề cái thế giới Tây Phương. Cái thế giới Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi Phật, nhưng mà các cái thế giới khác khoa học nó dùng kính hiển vi, nó dùng tới cái con mắt nằm tra, nó phóng đại ra nó nhìn thấy hết, mà nó cũng chưa thấy cái giới Tây Phương hồi nào đó. Vì vậy mà mình thấy cái đó nó không chứng minh được, mà nói Phật trong tâm thì nó phải chịu thôi, cái đó chứng minh được. Cho nên bây giờ cái thuyết Phật tức tâm, cái thuyết kiến tánh thành Phật thì nó phù hợp với cái xã hội văn minh tiến hóa bây giờ. Còn bây giờ nói cái vụ cầu để Phật rước về Tây Phương thì nó không phù hợp nữa. Cái xã hội bây giờ cái pháp môn đó nó không phù hợp nữa. Bây giờ mình giái ông Phật rước mà rủi ông không rước được sao đó. Mà bây giờ ông Phật Tây Phương với ông Phật ở đây nè, ai gần hơn? Tại sao mình không nhận ông Phật ở đây mình đi kiếm ông Phật bên Tây Phương? Thấy không? Chim đầu không bắt lại bắt chim bay. Bởi vì Đức Thầy nói rồi, Đức Thầy phá luôn đường đạo lý, cho nên tráng nản hãy bền lòng tìm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thì quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí. Phật Tây Phương quá xa không biết tìm được không, thôi tìm Phật ngay đây đi. Năm ở trong bài Sa Đéc sách có câu minh đức tân dân được vũ trụ quyền khai nhất thiếu, hai câu đó ông giải như thế nào? Đang chưa rõ chứ không có giải rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay có một chị đồng đạo hỏi cái câu mà sách có câu minh đức tân dân được vũ trụ quyền khai nhất thiếu, tôi cũng xin góp ý để trao đổi trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Sở dĩ mà Đức Thầy dụng từ sách có câu thì tất nhiên là cái câu này ở trong sách, đúng cái nguyên văn cái câu ở trong sách là sách Đại học của ông Tăng Sâm. Đại học chi đạo tại minh, minh đức tại tân dân, tại chỉ ưu chí thiện. Nghĩa là sách đại học là cái đạo dạy cho con người được mới, được sáng và đi đến độ trọn lành. Cho nên Thầy nhắc lại sách có câu minh đức tân dân là Thầy ra đời dạy cho mình được mới, được sáng và đi đến độ trọn lành. Đó là cái ý nghĩa của một câu. Rồi thêm câu thứ hai, được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Cái câu này là ở trong kinh của Lão Tử. Cái câu này nó gồm có hai cái tôn giáo luôn. Cái chữ thủ trụ đó thì nó ở từ trong cái kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái câu đó là ông Huệ Năng nghe được mà ông tỏ ngộ, và Đức Ngũ Tổ mới truyền ngôi tổ cho Huệ Năng là Lục Tổ, tổ thứ sáu. Được thủ trụ. Thủ trụ là cái gì? Là giữ an,
quyền quang là cái khối linh quang ở trong cơ thể mình, tức là cái biết đức hiếu. Bây giờ nếu ông không trụ vào sắc sanh tâm, không trụ vào thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, thì ông trụ ngay cái biết con. Ông đang biết thấy rõ ràng, và cái biết thấy rõ ràng này luôn luôn là nó tuyệt vời luôn, không có cái gì hơn nó được. Cho nên là gọi là thủ trụ quyền quang nhất thiếu, trụ ngay cái biết sáng suốt thông minh hơn tất cả cái khác. Rồi rõ. Bây giờ đến cái câu sau nữa, cái chữ nhất thiếu nó còn có cái nghĩa ở trong đạo đức kinh của lão tử. Thường hữu dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu, thường vô dục dĩ quan kỳ diệu. Nghĩa là tâm mình còn vọng động thì phải nhìn vào cái khiếu đó, nhìn vào cái biết đó để cho nó quên đi những cái vọng động. Mà nếu tâm mình không vọng động thì hãy nhìn vào đó, thấy cái sự quyền bí, thấy cái sự màu nhiệm của đạo đức của Phật pháp ngay ở chỗ cái tâm mà không có vọng tưởng, không có dục vọng, thì đó là cái chỗ tâm thanh tịnh. Mà Đức Thầy nói tâm bình tịnh được thì phát huệ, mình tu thế đó gọi là thành công kết quả. Và qua hai câu này thầy trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Rất là rõ ràng. Và còn thêm cái câu trong bài Diễn Làng Mỹ Hội Đông á, ngài khuyên chúng sanh này, biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an. Còn cái bài khác á, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khó lửa. Tưởng như Phật nhân của bữa. Bây giờ dậy hãy mau kiếm chữ ma ha, hay là một câu gì lục tự á, nhà nhà bình an. Bây giờ chữ ma ha là cái chữ gì? Ở đây tôi xin giải cho nó dễ hiểu, rõ ràng, dễ thu. Chữ ma ha là cái tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc nó là rộng lớn. Đó, còn dịch ra tiếng Việt Nam nó là đại đạo. Bây giờ đại đạo rộng lớn là cái gì? Kính thưa quý vị, tôi nói một kinh trì nôm na cho quý vị dễ nhận, dễ hiểu và dễ tu luôn. Có nghĩa là cái biết. Hiện giờ mình sống ngay cái biết là kiếm chữ ma ha, thì cái biết này nó không bị khói lửa làm cho nó chết. Bây giờ mình nghe tên lửa nó bắn ở bên mà Trường Sa phải không, Hoàng Sa, thì mình đã vô tới đó rồi đó, mình mới biết được tên lửa bắn, mình đã thấy được tên lửa bắn, nhưng mà mình đâu có bị nóng. Như vậy là cái ma ha này, cái đại đạo này, cái biết này, nước chặn ngăn chìm, lửa không đốt cháy. Mình nghĩ ở dưới đáy biển thì mình biết ở dưới đáy biển có ngọc sa cừ, có cá biển gì đủ thứ hết, nhưng mà mình đâu có ngọc đâu. Chứng tỏ là thầy kêu mình nhận ra cái biết, sống ra cái biết thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa, khỏi chết chóc, khỏi tham sầu. Thành thử ra nếu mình tu như vậy là chắc chắn được thành công kết quả. Thì thêm một câu nữa là ở trong Bát Chánh Đạo á, cái pháp mà ngài chỉ cho mình để hành đó ông Năm, bên chánh niệm á, chánh mạng, thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Cái đoạn đó là rất hay, rất tuyệt vời. Từ lâu mình lầm, mình cho cái thân này là mình không à, kêu bằng thiền định đặt làm thể, mà mình không chịu đặt thiền định mà mình cho cái thể là cái thân này, như vậy mà phải chịu khổ sanh già bệnh chết, rồi phải chết đem chôn. Bây giờ muốn khỏi khổ sanh già bệnh chết, khỏi chết đem chôn, buông cái thân này ra, thiền định đặt làm thể, lấy cái thiền định làm thân. Và thiền định là cái gì? Nó là tên khác của cái biết, nó là chân tâm, nó là Phật tánh, nó là như như bất động, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, là cái biết. Tôi nói như từ dễ hiểu gần gũi nhất. Hiện bây giờ mình lấy cái biết làm thân, chứ không phải cái thân này là mình, thì ngay đây khỏi chết liền. Chết cái thân kia đâu, chết cái biết. Dù luân hồi đến đâu, cái biết vẫn là cái biết à, không ai làm gì cho mất được hết á. Sống ngay đó, tu ngay đó rồi chắc chắn thành Phật. Thầy kêu mình thiền định làm thật, đặt làm thể, tức là quên cái thân, lấy cái biết làm thiền định làm thân. Rồi trí huệ đặt làm mạng. Nếu mình nhận thức như vậy và làm như vậy là mình sáng suốt thông minh rồi, là có trí huệ rồi. Trí huệ là sự hiểu biết sáng suốt không mê lầm, tới đó mình được sáng suốt không mê lầm rồi.
linh hồn nhập liên hoa, tức là chuyển phàm ra thánh. Đúng. Từ cái tâm phàm tục tội lỗi ô nhiễm trọng trược đổi lại cái tâm sáng suốt thanh bay nhẹ nhàng giải thoát là Phật. Như vậy là linh hồn nhập liên hoa, tức là từ cái trọng trược này mà vào hoa sen tinh khiết, không có còn hôi hám mùi bụng nữa, kêu bằng chuyển phàm qua thánh. Dạ. Rồi linh hồn nhập liên hoa rồi cái nữa là siêu sanh vào cõi niết bàn, tức là mình vào cái chỗ Phật luôn, thành Phật luôn, chứ không phải đợi chết mới về Phật. Người ta nói chết mới cầu về Tây Phương, còn ở đây không phải. Hiện bây giờ mình đang sống, đang nói, đang làm, đang nghĩ, đang suy, đang biết tất cả, nhưng mà không dính mắc cái nào hết, lúc nào cũng sống thẳng với cái lặng lặng thanh tịnh rõ ràng sáng biết, thì ngay đó mình đã vô niết bàn rồi, đã chứng niết bàn rồi. Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Vô sanh tức là siêu sanh, mà siêu sanh tức là Phật. À, tôi xin gián tắt kết luận bấy nhiêu. Dạ. Cho nên nó muôn pháp để chỉ vào cái tâm đắc hả ông Năm? Dạ đúng rồi đó, kêu là nhất bổn tán dạng thù, bây giờ dạng thù quy nhất bổn. Yeah. Ở trong kinh nó cái tâm mình nó sanh đủ thứ hết trơn rồi, bây giờ muốn tu thành Phật phải hồi trở lại tâm thì mới thành Phật. Tôi xin hỏi thêm cái phần về trong bốn cuốn đó, Giác Mê Tâm Kệ sao chót hai câu ông Năm, bao nhiêu người giải thích vẫn chưa có nó rõ, hôm nay nhờ ông chỉ rõ. Cuối cái bài Giác Mê Tâm Kệ người nói: ngọc báu quý ẩn trong Nam Đỉnh, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Cái đó là nói cái pháp tỷ dụ. Hồi xưa á thì kêu bằng lên non tìm ngọc xuống biển màu vàng đó, phải không? Ừ, ai muốn tìm cái ngọc quá quý á, thì lên cái chót núi Nam Đỉnh á, là cái chót núi của Việt Nam, là muốn nói là lâu đài điện ngọc hiện nay mai, ngày nào đó núi đổ thì trên đó, đó là ngọc quá quý đó, chứ không phải là đất cát như cái cõi thường nữa. Nhưng mà nói cái dụng ý thôi. Còn cái người muốn tìm kim thì nó khó như là ở dưới đáy biển. Dưới đáy biển mò kim thì phải gắn công mới mò được, bởi vì cái kim nó quá nhỏ đi, mà cái biển bao ra vô tận là sao mò. Là ý chỉ Đức Thầy muốn nói lên non thì tìm ngọc, xuống biển thì mò vàng, mà vô ngay cái tâm để tìm Phật, mình trở lại cái tánh của mình, cái biết của mình thì mình thành Phật. Ngọc báu quý ở trong Nam Lĩnh là ở ngay cái thân mình nè. Muốn tìm kim đáy biển ngắn công cũng ở ngay cái biết này nè, chứ không có đâu xa hết. Dẫn chỗ này rồi thì chắc chắn tu thành Phật. Bây giờ cái chỗ minh tâm kiến tánh rồi. Dạ. Nữa là chỗ này theo phần hiểu biết của tôi á. Dạ. Theo cái văn tự của thầy giải á, câu đó á. Bởi vì mình đọc bốn cuốn mà không hiểu nghĩa. Dạ. Cho nên ngài mới biểu mài cái trí huệ ẩn trong Nam Đỉnh đầu mình, là cái trí huệ cho sáng lên mới tìm kim được. Quyền đây là quyền cơ, quyền trở lại là vàng. Tìm lời vàng của thầy sâu kín như dưới đáy biển á. Cho nên thầy giải nè, mình sáng mới tìm được cái lời vàng của thầy. Ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời, kim mà giữa kim kim mới bén, sáng lên đi. Đọc hoài ơi hoài là không biết nghĩa, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Mà thầy chỉ rằng mai sáng lên để tìm kim, kim quyền lại là vàng, lời vàng tôi sâu kín như dưới đáy biển á. Thầy giải nè, đạo lý của thầy tầm sâu nhấn ở sâu chẳng càng là đáy biển. Nó coi thời gian tự là gì. Trường hợp giải như ông không phải là sai. Nhưng mà ông giải theo văn tự. Văn tự. Còn tôi nói thẳng cho các bạn. Đúng rồi. Giảng viên thường thường thì phải giải theo văn tự. Chứ buông văn tự không có biết đường giải. Các người thấp thì không có. Buông văn tự ra không biết đường giải. Còn cái người mẫu tánh á, thì không cần văn tự. Người ta nói thẳng cái tánh. Thầy rồi. Văn tự tôi là vào hết rồi. Mà thầy cái giải chỗ nào thì mình phải làm chỗ đó là hiểu. Rồi từ đó mình đi ra tới mình tâm kiến tánh này mới đạt. Thì mình thấy đó, cũng như hồi xưa đó, cái người giải văn tự giỏi nhất là không ai hơn thần thú. Đúng rồi. Nhưng mà ông lão tử, ông lục tổ thì ông bữa ngang cái là rồi. Chứ ông mới nói dùng cho tao vết gì hết. Mấy cái câu này thầy chỉ cho bên tổ dạy cũng chỉ cũng dễ. Dạ. Bởi vì theo lục tổ chứ theo thần thú là như vậy. Tổ thì tôi đọc lên mấy câu mà trong kệ này là tôi đã phát trí huệ. Yeah. Ông giải lại chỉ cho cái nghĩa cho nó rõ hơn một chút.
Biển trong yên lặng thấy minh châu, thanh tịnh vô vi ấy đạo màu. Chư Phật ba đời ngưng một mạch, hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Còn tâm tịch diệt tâm vô dạng, định thấu chân không đạt pháp màu. Vô ngã vô nhân vô sở đắc, nhật quang Phật chiếu rạng nghìn thu. Ông nói nhận hết cái nghĩa mấy câu này cho tôi nắm được. Tôi hiểu mà mang máng cho tôi. Biển trong nó yên lặng thấy minh châu. Thì bây giờ Đức Thầy nói tâm bình tĩnh được thì pháp huệ. Đúng. Nó đồng với cái biển tâm yên lặng thấy minh châu. Nghĩa là cái tâm mình nó lặng trang, nó không có khởi vọng niệm, thì cái trí huệ nó sáng ra liền. Tổ dạy nó đúng là như vậy. Tâm bình tĩnh được thì pháp huệ. Rồi thanh gì tịnh, nữa? Thanh tịnh vô vi ấy đạo màu. Thanh tịnh vô vi ấy đạo màu. Cái đạo màu là ngay cái chỗ thanh tịnh vô vi, chứ nó không phải ở chỗ lời nói, nó cũng không phải ở trong kinh sách, và nó cũng không phải ở bên Tây Phương hay ở Ấn Độ gì hết. Mà ngay cái tâm thanh tịnh của mình, không còn nghĩ tưởng một cái gì vật chất hết, vô vi là không làm, không nghĩ những cái việc dính mắc với cái biết. Thì đó là chánh đạo, thanh tịnh vô vi ấy đạo màu, đạo huyền diệu, cái đạo màu nghiệp ngay chỗ đó. Mà tôi rồi, xin nói ngang một chút quen phần cái này thầy chỉ. Thầy xuống đây sáu trăng thầy tới giải dầu quyết lòng truyền bá cái đạo màu mà thôi nha ông Năm. Cái chỗ thanh tịnh vô vi ấy đạo màu là chỗ đó đó. Đó đó. Rồi chư Phật ba đời nương một mạch đó, chỗ đó đó. Dù ba đời chư Phật, quá khứ là Phật Kiên Đăng, hiện tại là Phật Thích Ca, vị lai là Phật Di Lặc, tức là thầy mình, cũng nói một câu một, tâm là Phật chứ không nói khác. Nương một mạch. Chư Phật ba đời nương một mạch cũng cái biết này thôi, chứ không có cái thứ hai. Rồi hồi quang phản chiếu vọng tâm thâu. Đó, hồi quang phản chiếu là sai các căn trở lại, soi vô trong lòng mình. Đúng. Thấy bao nhiêu vọng niệm thì mình mới có thể chiến thắng nó, chinh phục nó, trở lại chân tâm thanh tịnh kiến lánh thành Phật. Hay lắm. Còn nếu không biết hồi quang phản chiếu thì không khi nào diệt được vọng tâm, không khi nào tu đạt kết quả. Cho nên hồi quang phản chiếu vọng tâm sâu, rồi toàn tâm tịch diệt tâm vô dạng. Bây giờ soi lại cái tâm thì cuối cùng thì cái tâm nó tịch diệt, vắng lặng, không có gì hết, cũng không có hình tướng gì luôn. Toàn tâm tịch diệt rồi tâm vô dạng, không có gì hết. Rồi mới đạt lý chân không, phải không? Định thấu chân không. Định thấu chân không mới đạt phép màu. Đó, bây giờ cái tâm nó vô dạng không có gì hết rồi, bây giờ sống thẳng với cái vô dạng đó, gọi là chân không. Chân không không phải là không trơn như cái khoảng hư không, mà là cái không của lẽ thật. Cái chỗ này mới là quyền giữa ông Thọ đó, ông kẹt cái chỗ đó. Ông giải chân không cái không trơn nên trước lúc rồi. Chứ không phải cái không của lẽ thật. Cái không là sao? Là không hình tướng, không sắc màu, không tên tuổi, không có dấu vết gì hết, nhưng mà nó vẫn biết, vẫn thấy, vẫn nghe. Cái đó là lẽ thật đó. Nếu thiệt không tại sao ông còn biết, còn thấy, còn nghe? Mà nếu còn biết, còn thấy, còn nghe thì nói không cho được. Vì vậy mà định thấu chân không ấy lẽ màu, đạt pháp màu. Tiền tồn tâm tịch diệt tâm vô dạng, tịnh thấu chân không đạt pháp màu. Vô ngã vô nhân vô sở đắc. Vô ngã vô nhân vô sở đắc. Vô ngã là không ta, vô nhân là không người. Rồi vô sở đắc là không có chi đặng luôn. Có ta thì có tướng, thì phải có người, có đối đãi, còn đối đãi là còn luân hồi. Nếu có chỗ đắc thì cũng có hình tướng, thì cũng còn đối đãi, cũng còn luân hồi. Cho nên vượt ra ba cái này, vô ngã vô nhân rồi vô sở đắc luôn, sống thẳng với cái lạnh lùng, lạnh trang sáng rỡ lúc nào cũng biết. Ông đã đạt thấu rồi, ông đã đạt thấu rồi, như vậy là quan Phật chiếu rạng ngàn thu, hoàn toàn không còn bị lầm lạc nữa. Lúc nào cái thấy, cái nghe, cái biết đều đúng chân lý hết. Dạ, là khi muốn đạo cho nên này có chỉ cho như thế này. Nói cho mọi người biết luôn cái phần này, thầy khuyên. Để mình phải hiểu biết cái phần này, để mà mình đi tới cửa Phật, thành Phật. Thầy đọc trong bài lời khuyên bóng đạo á, khoảng giữa ngài nói: các trò tuy lòng mộ đạo, chớ chưa hiểu rằng nẻo bước đường đi. Hãy sách tạm xét chữ quy cho thái báo, giữ tu là về, mà về đâu về Phật, đi là nương nhờ.
Phật đó. Cho nên cái lời thầy khuyên hết cái bài đó rồi, thầy nhắn lại cái chỗ này: các trò tuy lầm mộ đạo chớ chưa hiểu rằng nếu bước được đi nếu bước đi như thế nào. Ông Năm nói chỗ đó cho rõ rồi bà con, để mà ta lần bước đi đến chỗ đạt thành đó. Đức thầy nói vậy rồi, Đức thầy mới nói thêm cho nó sáng tỏ: hãy tạm xét chữ quy cho thấu láo đó đó. Muốn biết đi về đâu thì phải xét cái chữ quy cho thấu láo. Quy là về mà về đâu, tức là về cửa Phật. Đúng. Chữ y là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy, dân lời theo khuôn mẫu và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào dạy ta, ta phải từ thiện cách đấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách đấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân lời. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Sự lễ bái là điều phụ thuộc và món trợ đạo, nhắc nhở các trò nhớ phần chữ mà làm đó. Nó quan trọng là cái chỗ đó đó. Nghĩa là người ta cứ quan trọng lễ bái hai ngày sớm chiều hoài mà có khi người ta lại đập đập mà phạm tám điều đừng cấm. Thì ông nghĩ coi, thì vậy là nguy rồi. Cần nhất là giữ giới luật mà mình không giữ để mình vào rồi lại có ngày chuột lên được không? Nội độc cái đại ông nhất chẳng là uống rượu rồi thấy chết cả đám. Làm sao ai cứu được, phạm đi tội thượng đế rồi. Làm sao ai cứu được đó. Cho nên cái điều đó đó quan trọng là mình phải nhận ngay chỗ đó. Thầy dạy như thế này trong giảng, thầy nói: ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Dình như thế nào, mấy phần để mà thầy thương đó không? Bây giờ tôi nói luôn cái sứ mạng. Cái sứ mạng Đức Thầy Dương Định Đức A Di Đà là dạy cái pháp môn lục tự để cho mình tu. Cái sứ mạng Đức Thầy Dương Định Thích Ca là dạy cái Phật tánh, chỉ cái biết để cho mình tỏ ngộ để thành Phật. Còn cái sứ mạng Dương Đức Phật Hoàng Thượng Đế là dạy tám điều đang cấm. Đúng. Ai mà phạm tới thì đừng cấm, thì đừng trách mất tình yêu đương. Thầy không cứu được, bởi vì phạm được với Thượng Đế rồi thì Thượng Đế xử. Tôi trình bày cái phần thầy dạy ba phần ông Năm. Trong văn tự này tôi thuộc. Ai mà ta dạy chẳng dùm thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Trước nhất á, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo đã cố gắng cao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Cái phần thứ nhì á, gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải việc làm ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga vào lòng cũng là trì trí. Phần thứ ba thì Phật mới rước mình nha. Gìn giới luật nghe kinh, trong kinh ấy, động Phật đến lâm chung quả lành đã mất cõi thiên phương, khi Phật đợi chờ thầy thương. Thầy dạy chúng ta văn tự không Tâm? Đúng rồi. Đó rồi bây giờ tôi nói với ông thêm một cái điều nữa. Là coi kinh phải lưu ý nha. Coi chừng những ông sư dịch kinh tật rồi mình tu theo mình chết luôn á, nguy hiểm lắm đó. Bây giờ tôi nói cái tật của ông mà Minh Trực Thiền Sư cho ông coi. Dịch Pháp Bảo Đàng đó là Minh Trực Thiền giỏi nhất đó. Thanh từ dịch cũng không hay bằng, Quách Tích Hưng dịch cũng hay bằng, Đàn Trung Còn dịch cũng không hay bằng thanh từ nữa. Nhưng mà tật vẫn tật. Bây giờ tôi nói chỗ này, cái bài kể an nhiên thiện sự vẫn không tu, bài đó ông Trường Công thuộc đó. Siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ đó, nghĩa là ông bỏ thiện bỏ lành bỏ ác hết rồi, thấy không? Lặng lẽ dứt trừ nghe thấy biết, phản bằng tâm địa tự như như đó. Đó ông thấy cái chặt con thanh từ chỗ nào không, đọc bài thi đó ông thấy không? Tôi không rõ cái nghĩa đó, đây mình đọc như được rõ cái văn tự không? Tại vì ông giỏi về văn tự, nhớ về kinh điển nhưng mà ông chưa kiến đánh. Đó vậy chưa kiến đánh. Thành ra cái danh từ lạ chưa ai giải là không biết. Nó đúng là như vậy. Nó vậy đó. Còn cái người kiến đánh thì bất cứ danh từ nào cũng biết hết. Vậy mới được. Bây giờ tôi dịch lại hai chữ thôi. Sửa hai chữ thôi thì ông thấy nó trắng trợn như ban ngày, không trật mà tu thành Phật luôn. An nhiên thiện sự vẫn không tu, siêu thoát ác nhiên hẳn bỏ từ, lặng lẽ
rõ ràng nghe thấy biết chỉ rõ ràng ha. Ừ, phẳng bằng tâm địa tự như như chỉ rõ ràng. Cái tâm Phật của ông hiện giờ nó đang rõ ràng nghe thấy biết, là ông sống ngay cái đó thì ông thành Phật. Đúng rồi. Còn nếu lặng lẽ mà không thấy biết là cây đá rồi sao Phật được? Tu kiểu đó chết luôn rồi. Pháp nào đâu. Ừ, ông Minh Trực ông dịch kiểu đó là người nào nghe thì ông là chết luôn, chứ đâu có thành Phật được. Cái hiểu chỗ này cái chỗ đó hết sức là tuyệt vời. Tôi hiểu cái phần của tôi á. Dạ. Anh Phật nói thưa chú Năm con về. Dạ. Nói nhiều tội nhiều phải không Năm? Tội ít không nói không tội. Đó đúng là gì đó. Bởi vì tổ chỉ cái chỗ này. Dạ. Nguyện chúng đồng thấy đặng tâm nguyên. Dạ. Pháp thân nay mong đặng thấy liền. Lìa pháp tướng tâm điền trong lặng. Dạ. Gắn thấy tánh đình lòng sao lãng. Yeah. Niệm sao lìa đời hẳn thế dâm. Yeah. Học đại thừa thấy được tánh thông. Phải cùng kính hết lòng cầu học. Cái đó là bài diệu lý tâm nguyên của câu 2. Câu 2 thanh chỉ. Cái bài thi đó đó ở trong giác tiếng. Diệu lý tâm nguyên. Cái tựa là diệu lý tâm nguyên. Câu 2 giải cái tâm mà giải cái bài thi đó đó hay đó. Bởi vì mình phải dòm cái tâm mình thấy được cái tâm nguyên mới được. Bây giờ ông muốn thấy tánh thì ông niệm Phật, ông thành Phật. Yeah. Thì phải làm sao? Bây giờ trong khuôn mẫu pháp môn ngài nói niệm dựa vào bản lai thanh tịnh của Phật cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn chuột nhiễm trần ai. Nếu niệm miệng thì niệm Phật mà lòng thì tà gian, ông còn chơi còn ghét người ta đây nè. Sao Phật vậy ta? Sao Phật vậy ta? Yeah. Vào chỗ thanh tịnh, yeah, niệm Phật thì còn bọn bỏ hết đi. Yeah. Phải không Tâm? Dạ yeah, đúng rồi. Đi vào cái chỗ tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh phải trong như nước bích mùa xuân mới đạt lên tà sen được. Yeah. Còn dính cái bụi trần là không bước lên đó được đâu. Yeah. Ông cũng chỉ vào cái chỗ mà thành công đắc quả ở chỗ đó đó. Yeah. Vậy phải hành những pháp môn đó mà đi đến chỗ niết bàn. Nãy trình bày với nhau vậy nghe được. Dạ được. Dạ. Đó còn cái chỗ này nè, đó, mấy ông dịch cũng dẫn chết với nhau hết trơn. Đó. Bây giờ vô niệm thì niệm mắt chánh, hữu niệm niệm thành tà, hữu vô đều chẳng quản trường cởi bạch ngu sa. Đó là ở trong Pháp Bảo Đàng phải không? Ờ. Không niệm thì niệm mắt chánh, có niệm niệm thành tà, có không đều chẳng quản thì trường cởi bạch ngu sa. Đó. À, rồi giờ mấy ông dịch làm sao? Không niệm một câu gọi là chánh, có niệm một tiếng ấy cũng tà. Ông thấy dịch ra chết hả? Nó đặng diệt rồi. Đặng diệt. Ờ. Nghĩa là cái người ngộ đạo người ta nói có mà người ta không kẹt nơi có. Không. Là không có bị thường kiến. Yeah. Nói không mà con không dính nơi không, không bị đoạn kiến. Yeah. Còn cái người chưa kiến tánh á thì nó khó kẹt được có, nó không rồi dính được không. Qua bên đoạn kiến bị, qua thường kiến cũng bị luôn. Cái dao có một lưỡi chặt xuống ta đè sống dở lên không được. Còn cái người kiến tánh dao hai lưỡi chặt xuống đứt, dở lên cũng đứt nữa. Không ai đè sống được hết. Dễ hay quá. Cái phần ngày dạ tìm cái không. Yeah. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Yeah. Tự nhiên Năm. À. Theo tôi thấy cái chỗ này là cái không là như thế nào? Thì văn tự á. Yeah. Tôi trình bày ông phải chỗ này không? Tôi thấy biết á. Thầy đưa vào trong kinh lực á, mình phải giữ cái này. Không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không lưỡng thiệt, không nghĩ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, không tham lam, không sân nộ, không mê si. Và tửu sắc tài khí tránh bốn ma mới được an nhàn. Không tửu, không sắc, không tài, không khí. Mấy con ma này phải dẹp nó. Không buồn, không giận, không hờn, không ghét gì hết. Cái chỗ này 13 con ma phải dẹp nó. Nhưng mà vì tới ta không hờn ma là có, còn có. Bởi vì ông là giảng viên, ông giải theo kiểu giảng viên là phải. Còn tôi không có phải giải gì đâu. Tôi giải cái một cái tới ông Phật quyền. Bây giờ chuyện cao siêu Phật pháp còn dài,
khó gặp chữ không không mà có, phải không? Dạ. Hiện bây giờ các vật đều là không, bởi vì có hình tướng nó tan rã hết. Dạ. Cái vũ trụ này trời đất cũng tan rã, cũng thành không luôn. Nhưng mà cái biết con không có hình tướng gì hết. Dạ. Nhưng mà nó vẫn có, ông vẫn biết, ông đương lặng trang sáng rỡ, thấy cái gì cũng biết, nghe cái gì cũng biết. Nếu ông nói không phải là ông, không phải là có, thì ông bỏ mất cái biết giùm tôi đi. Nó hiện giờ ông đang biết là ông bỏ cho mất giùm tôi đi coi được không. Nếu ông bỏ không được thì đó, nó là Phật đó, nó là không không mà có đó. Nó rõ ràng á. Dạ. Bởi vì bên giảng viên thì học theo văn tự thì dạ, đó cũng phải giải trùm hết. Dạ. Dòng ra ta mất như cái chài á. Ừ, còn cái người kiến thánh thì người ta quất ngay giữa đó cái rồi. Khỏi giải dòng ra, khỏi bao trùm. Dạ. Đi tới cái chỗ mà tâm bình tánh tịnh là ông Phật. Dạ. Cũng như ông minh tâm kiến tánh là ông Phật. Dạ. Cho nên á, tại sao gọi là kiến tánh? Yeah. Ông giải thì tôi nghe tôi biết, mà người nhiều người cũng nghe chưa có rõ. Yeah, cho nên kiến tánh là chỗ này. Tôi hiểu chỗ này coi phải đúng gì không? Nghe không? Yeah. Không đúng ông nói lại cho tôi người hiểu. Kiến tánh nghĩa là tất cả những sự việc bên ngoài, đây tôi nói chuyện với ông cũng là cái chuyện gì bên ngoài đối đãi mà tôi không đối đãi, tôi bền giữ lặng trang, đó là kiến tánh. Tôi không động là tỉnh, tỉnh là kiến tánh. Yeah. À, tôi bị hiểu tại tại chỗ đó. Yeah. Ông không, người ta cái kẻ người ta không chạy theo cảnh gì hết. Yeah. À, ông nói gì nói tôi cũng giữ lặng trang, tôi thấy. Yeah. Tánh tôi giữ giữ cái tâm bình tánh tịnh là tôi đã kiến tánh. Yeah. Còn tôi động lên là đâu có giải theo cái đâu cũng đang kiến tánh. Tôi hiểu chỗ đó không? Có phải không? Bây giờ ông giảng thì đúng theo kiểu giảng viên. Cho nên nghe thì nó hay cái kêu lắm. Nhưng mà cái người nghe khó nhận được. Khó. Khó nhận được cái chỗ kiến tánh. Yeah. Còn tôi nói cái người ta nhận được liền. Yeah. Ờ. Bây giờ ai điều khiển cho cái miệng ông nói? Ai điều khiển cho cái tai ông nghe? Ông vừa tôi nhìn thấy tôi ông liền biết, nghe tôi nói ông liền biết, ông nhận ngay cái đó, buông tất cả những cái bên ngoài thì ông kiết tánh với ợt không có xa xui gì hết. Tánh là ông ngay chỗ cái miệng nói đó. Thì thấy tánh liền. Dạ. Cho nên Đức Thầy nói sao vô nói cười cười. Ừ. Cao sâu lý diệu dàn mười chẳng hơn. Khó mua. Xe xua nói cười cười. Cao sâu lý diệu dàn mười khó mua. Khó mua. Đó. Hiện bây giờ cái miệng ông đang nói cười cười là Phật đó. Dạ. Yeah. Ông Phật có đâu nữa vậy? Dạ. Yeah. Đó kiến tánh là ngay đó đó. Dạ. Cái chỗ này. Dạ. Người ta nói về tâm mà không thấy tâm. Dạ. Nói về cái tâm. Yeah. Mà mình chưa hiểu cái tâm nó ở đâu. Yeah. Làm sao biết cái tâm? Cái tâm tên tuổi là gì? Yeah. Sao tôi nói thời gian tự rồi tôi biết cái chỗ đó. Yeah. Sao tôi nói chỗ này ông biết không? Yeah. Nhận rồi tôi coi tôi biết được cái phần đó chưa? Thời gian tự. Yeah. Thầy đã chỉ rõ ràng. Tâm hồn khiến sai, việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai, cái hồn đó là cái tâm của mình, phải không ạ? Yeah. Thầy giải chỉ cho cái hồn là cái tâm của mình. Yeah. Tên tuổi nó khó mà mình không thấy. Cho nên ngài mới chỉ cái chỗ này, ngài nói nhân ngã ngã nhân bình cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Yeah. Giải cái này cho nó rõ chút nữa tôi cũng nằm. Yeah. Được không? Đức Thầy nói cho mình dễ nhận. Yeah. Bây giờ việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai. Đó. Mà ai là làm việc do tâm hồn khiến sai? Phải không? Phần nhiều người ta cứ do cái vọng thức nó khiến sai. Thấy sắc đẹp cái mê sắc đẹp, nghe âm thanh cái mê âm thanh, gặp cái gì dính cái đấy, ô nhiễm cái đấy,
để cho vật chất nó sai khiến mình. Như vậy là xác thân khiến xa chứ không phải tâm hồn khiến xa. Bây giờ mình muốn thành Phật, muốn khỏi luân hồi sanh tử thì đổi lại tâm hồn khiến sai, chứ không cho vật chất khiến sai nữa, không cho xác thịt khiến sai nữa. À, bây giờ thấy xác mày ham muốn theo, tao không đi, mày làm gì tao, phải không? À, thấy danh lợi nó ham, tôi không theo, rồi cái thân nó chạy theo danh lợi được không? Nó cũng không chịu, nó thua mình luôn. Mọi việc gì ham muốn của xác thân, ham muốn của vọng tưởng thì tánh Phật của mình luôn luôn rạng trang sáng rỡ, chiếu má nó liền, không bao giờ theo nó. Như vậy là việc làm tâm do lệnh tâm hồn khiến sai, sống như vậy là sống với Phật tánh, tu như vậy là chắc chắn thành Phật, nó đúng như vậy đó. Còn cái đoạn sau hồi nãy ông nói sao? Nhân ngã ngã nhân đừng cách liệt. Nhân ngã ngã nhân đừng cách liệt. Còn sắc không không sắc chớ lìa xa. Bây giờ nhân ngã ngã nhân là mình làm cái tướng giả. Nghĩa là mình bị cái giả tướng làm mê hoặc, cho nên mình mới nhân ngã ngã nhân. Bây giờ giữa người nữ với người nam, phải không? Đó, bị cái giả tướng làm mê hoặc, cho nên mình thấy hai cái có nữ có nam, mới gặp nhau mới có vấn đề tình yêu, mới có ân ái này kia. Còn nếu mình thấy người nữ cũng là cái biết, người nam cũng là cái biết, thì đâu có ai tình yêu, đâu có ai ân ái, nó đâu có ngã có nhân gì đâu, có một thôi không có hai, làm gì có ngã có nhân. Đó, mà có ngã có nhân rồi thêm cái thứ hai nữa, của người của ta. Đó, người ta mất 10 triệu ông cũng vui vẻ không có gì, ông mất 1 triệu bạc ông chạy ông kiếm ông lo ông rầu rồi đó. Thì gì của ta của người gì ta không sao, mà của ta là ông thế là không được đó. Đó thì đó là nhân ngã ngã nhân. Đó, rồi bây giờ Đức Thầy kêu mình nhân ngã ngã nhân được cách biệt là sao? Không có người không có ta, nhưng mà cái người chân thật là họ vẫn biết người biết ta. Cái đánh giác ngộ mình là cái biết, mình biết ngã biết nhân, sống ngay cái đó là sống ngay Phật tánh. Cho nên thầy kêu mình nâng ngã ngã nhân đừng cách biệt, ông thấy không? Thầy biểu mình sống ngay Phật tánh để thành Phật, cái con nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt nó tuyệt vời như vậy. Rồi thêm cái nghĩa thứ hai là sắc không không sắc chớ lìa xa. Sắc là những vật có hình tướng, có hình tướng đều là hư hoại giả dối cả, không là hư không, không có hình tướng. Tạm ví dụ là chân tâm đó, chân tâm không hình tướng nhưng mà nó biết được các vật có hình tướng, nó ở trong các vật có hình tướng, nó trùm phủ các vật có hình tướng luôn, vì vậy mà không lúc nào rời xa nó được. Sống thẳng với chân tâm là sắc không không sắc chớ lìa xa. Sống thẳng với chân tâm là nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Người nào sống thẳng với chân tâm thì mình là Phật, đồng với mười phương chư Phật luôn, đúng với cái câu mà Đức Thích Ca bước bảy bước giơ tay lên trời, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới trời chỉ có cái biết này là trên hết, sống thẳng với cái biết này ba đời chư Phật cũng đều như vậy, không khác hơn được. Cái đại ý là tôi kết luận nó như vậy có bấy nhiêu. Dạ thôi, dạ. Kết thúc được rồi. Nghe câu pháp á, nhất thiết như tâm tạo, nhờ ông giải giùm. Dạ. Dạ. Cái câu nhất thiết như tâm tạo đó, tức là tất cả các vật ở trên thế gian này đều là do tâm tạo ra cả. Đó là kêu nhất thiết như tâm tạo. Bây giờ thí dụ như tôi muốn cất cái nhà, nó do cái tâm khởi định cất cái nhà, thì thời gian tôi làm có tiền, tôi mua cây, mua đá, mua xi măng, rồi lần lần tôi cất thành cái nhà, là nhất thiết như tâm tạo. Bây giờ tôi chán cái nhà quá rồi, tôi không muốn để nữa, thì bây giờ tôi kêu người ta tôi bán, thì lần lần người ta dỡ cái nhà đem đi, cũng do cái tâm tôi mà ra tất cả. Thì dạng vật trên đời này cũng vậy, đều do tâm mình tạo tất cả, cho tới cái xác thân này, cho tới cả vũ trụ này cũng đều do tâm tạo tất cả. Nếu tâm không tạo thì dạng vật đều tuôn đổ hết, không còn cái nào hết. Còn nếu tâm tạo cái gì thì nó hiện ra cái nấy. Cho nên vì vậy mà mình tu, nhắm ngay cái tâm tu thì chắc chắn thành công đắc đạo. Vì nó là nguồn gốc sanh ra các pháp, nó là nguồn gốc để mà sanh ra luân hồi sanh tử, nó là nguồn gốc sanh ra tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên ngộ được tánh Phật rồi, chứng được tánh hồi rồi, thì thiên tam thiên đại thiên thế giới này cũng tan rã luôn, không còn cái hình tướng nào thiệt hết. Ý nó là như vậy. Dạ, con cảm ơn.
Kính thưa quý vị, để có cái sự nhận xét về vấn đề việc tu cũng như là về cái sự đời, hôm nay tôi cũng xin trình bày cùng toàn thể quý vị qua những cái lời của Đức Phật hay của Đức Thầy để chứng minh trong cái hiện tại thời nay. Thành ra ở trong kinh phần nhiều người ta hiểu lầm, người ta nói ở trong kinh Đức Phật nói chừng nào con người lùn xuống còn 7-8 tấc hay một thước hai thì chừng đó mới tới cái cơ tận diệt đó. Còn cái mà con người sẽ đi đến cái thử thọ 10 tuổi hoặc 12-13 tuổi, cái tuổi thọ nó thấp như vậy đó, chết yểu như vậy đó thì mới đến cái cơ tận diệt đó. Thành ra cái điều đó, cái quan niệm mà cái người mà đọc kinh giải theo kinh nó dễ bị sai lầm. Cho nên cái bữa nọ là chính ngài Thanh Sĩ có trả lời với các nhà sư ở tại chùa Tây An, các nhà sư nổi danh thế giới cũng như là lúc đó ông Thích Huyền Quang, ông Thích Pháp Chi rồi đó, em ông Nhất Hạnh rồi đó, thì mới đưa đề tài đó ra. Nó hỏi rằng tại sao Đức Phật nói như vậy mà các vị giáo chủ ở bên Bửu Sơn Kỳ Hương thì nói hạ quân đây đã hết đời và nói đời tận thế kế một bên, như vậy không phù hợp với lời của Đức Phật. Thì ngài Thanh Sĩ trả lời rất rõ ràng, rất chí lý. Ngài Thanh Sĩ nói rằng Đức Phật nói tánh, còn các ông giải tướng, cho nên các ông mới sai lầm. Chứ các vị Phật của Bửu Sơn Kỳ Hương, các vị Thánh của đất nước Việt Nam, lời tiên tri đó không sai lầm. Nó cũng như cụ Trang Nguyễn Bính Khiêm, tiên tri cũng không sai lầm. Cũng như các vị Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư vân vân cũng đều là nói không sai lầm. Là tại sao vậy? Là vì nói cái lý Đức Phật nói á, con người lùn xuống còn 7-8 tấc, không có nghĩa là mình cho đến mà sanh ra rồi lùn xuống còn 7-8 tấc. Bà muốn nói cái trình độ con người nó trở lại hung hăng, nó trở lại tội lỗi, nó trở lại gian ác, nó không còn cái đức tánh cao cả từ bi rộng lượng như người xưa nữa. Đó là đời tận thế. Còn điều thứ hai, cũng như cái tuổi thọ cũng không phải là cái tuổi thọ 12-13 tuổi, mà cái đức tánh con người nó hung ác, nó tội lỗi, nó da điêu hoa xảo trá, nhiều khi con nít nó xì ke ma tí rồi nó đâm chém lẫn nhau đó. Hồi xưa không có cái đó, con nít hồi xưa không có cái đó, mà bây giờ nó tiến lên như vậy, đó là báo tin cái đời tận thế. Thành ra Đức Phật nói lý, còn các ông nói cái sự chứ không nhận được cái lý, cho nên các ông sai lầm. Chứ các vị Thánh á, thì Bửu Sơn Kỳ Hương nói rất đúng, không sai lầm đó. Thì khi ngài Thanh Sĩ nói như vậy đó thì các vị sư nổi danh đều nhìn nhận, không còn lý luận nữa, nghĩa là cho rằng cái lời của ngài Thanh Sĩ nói như vậy là hợp lý đó. Thì bây giờ mình thấy căn cứ theo khoa học thì rất hợp lý. Đó, bây giờ là đệ tam thế chiến nó bùng nổ đó. Bây giờ là 50 nước Hồi giáo nó đứng lên, nó bị Trung Quốc mua chuộc, rồi bây giờ nó đứng lên nó chống Mỹ đó. Thành ra cuộc chiến tranh đệ tam sẽ mở bùng xảy ra. Rồi bây giờ Trung Quốc nó hiện giờ nó đang bị là mấy nước Âu Châu, nói chung là kể 18 nước luôn đó, bây giờ hội lại để quyết liệt xá sổ Trung Quốc luôn. Nó có thể rằng nó đánh cho Trung Quốc tiêu, rồi nó bắt Trung Quốc phải bồi thường chiến tranh luôn. Một là cái tội bày ra virus để hại cho thế giới, hai là cái tội suối khủng bố đi tìm cách hại những cái nước lương thiện, và đồng thời suối những nước bạn để là tranh đấu lẫn nhau để Trung Quốc hầu chiếm lấy các nước làm bá chủ hoàn cầu đó. Thì bây giờ các vị nói đã đúng, nó không sai trái chút nào. Thì bây giờ đối với mình còn cái gì nữa? Còn một điều quan trọng hơn nữa
là mình phải hiểu hiền còn giữ mất chớ phiền Phật tiên đó. Nếu hiện giờ mà mình làm hung làm dữ như dân của Trung Quốc, như các vị lãnh tụ của Trung Quốc, thì rồi đây sẽ bị các nước xa hay hoàn đồ thế giới Trung Quốc luôn. Trung Quốc sẽ tiêu diệt một ngày kế đây thôi, không khác hơn được đó. Rồi bây giờ mình muốn không bị như vậy thì mình phải làm đúng lời Phật lời thầy, phải làm hiền, phải tu hành chân chánh, phải làm các việc từ thiện, tránh tất cả điều hung ác, quyết rửa tánh động trong sạch đúng theo lời Phật lời thầy, thì mình không bị tiêu diệt, không bị xóa sổ, và có thể tiến lên làm Phật tiên thánh, và con người tiến càng ngày càng xa, đi đến trọn lành trọn sáng, nhận ra cái lẳng lặng thanh tịnh rõ ràng biết là bất sinh bất diệt, là Phật tánh. Tu được cái chỗ này, hành đúng ngay chỗ này thì chắc chắn mình được thành công đắc quả đó. Vì vậy mà mình biết được, hiểu được cái chuyện hiện tại cũng như ngày mai, thì có một cách tối hậu là mình cần phải đừng làm ác. Nhớ cái điều đó là quan trọng nhất, đừng làm ác và tu. Chứ không có nói vô chùa, cũng không có nói cạo đầu, cũng không có nói phải mặc đồ ông cha hay bà phước gì cả, mà chỉ nói rằng mình làm ác thì đã địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mình làm thiện thì sanh lên làm người tiên thần Phật thánh. Thì như vậy cái quan trọng của người tu, giải đúng nghĩa của người tu, tức là đừng làm ác. Tất cả chúng ta đừng làm ác, tất cả chúng ta phải làm lành, tất cả chúng ta đều trao sửa tâm tánh mình cho được lương thiện, cho được tốt đẹp, cho được trong sạch. Thì cái ngày hội lâm qua kế đây chúng ta sẽ được tham dự, cái ngày hội lâm kế đây chúng ta sẽ được có mặt, cái ngày hội lâm kế đây chúng ta sẽ được trọng thưởng một bằng cấp danh dự xứng đáng. Chắc chắn là như vậy, không khi nào nghi ngờ nữa. Kính thưa quý vị, qua cái đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Và quý vị có cần hỏi thêm để trao đổi thêm những gì thì mời quý vị có ý kiến. Không có ai hỏi, con hỏi ông Năm đâu. Nghe ông Năm dở dùm tu sao cho quỷ khiếp thần khâm á, ông Năm. Nhà ông giải cái câu đó cho anh Minh Đại biết, người ta có đức tin chút. Yeah. Kính thưa quý vị, vừa qua đồng đạo hỏi cái câu mà tu làm sao cho quỷ khiếp thần khâm, mà Đức Thầy nói ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Thành ra bây giờ thường thường á, cái người tu phần nhiều á, quỷ không khiếp thần không khâm, mà trái lại còn sợ ma sợ quỷ nữa chứ. Có nhiều tu bằng đêm ngủ bị ma đè cũng sợ, có nhiều tu đi đường ma nhát cũng sợ luôn. Như vậy là mình tu chưa đúng đó. Nếu mình tu đúng cách đàng hoàng thì phải có công đức, phải có phước đức. Vì vậy mà qua quỷ nó phải khiếp, thần phải phục, như vậy đó mới gọi là tu kết quả. Còn cái này mình tu ma quỷ không sợ mà thần không phục, mình còn sợ ma sợ quỷ nữa. Như vậy gọi là mình tu chưa đúng chánh pháp. Cho nên Đức Thầy kêu mình ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, rồi cái câu sau đó mới được tâm phát bồ đề vững chắc đó. Khi cái tâm phát bồ đề vững chắc thì quỷ mới khiếp, thần mới khâm. Còn nếu mình không phát được tâm bồ đề thì quỷ không khiếp mà thần không khâm. Bây giờ tâm bồ đề là cái tâm gì? Cái chữ bồ đề nó là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Tàu nó là giác ngộ đó. Mà nếu tôi nói một cách dễ hiểu nữa bằng tiếng Việt Nam là cái biết, nhận ra cái biết của mình, sống ngay cái biết, không chạy theo cái thân này, không chạy theo cái ngoại cảnh, thì cái người đó gọi là kiến tánh, cái người gọi là giác ngộ, cái người đó gọi là thành Phật. Cho nên vì vậy mà quỷ phải khiếp, thần phải khâm đó. Hiện giờ nếu mình nhận ra cái thân giả tạm này là mình đó, thì mình đi theo cái sanh tử thì phải bị quỷ vô thường nó bắt, phải bị Thượng Đế trừng phạt theo cái định luật của nhân quả. Còn bây giờ ngược lại, mình nhận cái biết, không chấp cái thân nữa, tôi là cái lặng lẽ thanh tịnh rõ ràng biết, cái đó là Phật,
cho nên quỷ phải khiếp, thần phải khâm, thượng đế cũng không bắt được mình luôn. Cái người tu như vậy gọi là tu rút ráo cái đạo, gọi là thành công đắc đạo. Để ý là như vậy. Cái ngoài nước tôi cũng tạm giải thêm một cái đề tài để đáp ứng nhu cầu trong cái hiện tại. Rồi có đồng đạo hỏi rằng sinh ra là người rất khó không, rồi gặp được Phật pháp rất khó, rồi bây giờ mình còn ăn thịt, còn chưa có giữ giới được, như vậy có đạt được kết quả cái chuyện tu cứu cánh hay không? Thì ở đây tôi xin thưa rằng sinh ra là người rất khó, mà mình được là người đó là rất tốt một cái rồi. Gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Bây giờ mình cũng gặp được Phật pháp, hiểu được cái giáo lý chân chánh mà mình tu thì đã được hai điều rồi. Còn một điều thứ ba thì bây giờ mình phải giác ngộ kịp thời, phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, và mình phải giữ giới cho tinh nghiêm, mình phải thực hành đúng cái chân lý thì mình mới mong đạt được cứu cánh. Vì cái giới luật này là của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhớ là như vậy. Phát môn tịnh độ Nam Mô Di Đà Phật là sắc lệnh của Đức A Di Đà. Phát môn kiến tánh thành Phật, nhận ra cái biết của mình tỏ ngộ để khỏi luân hồi sinh tử, đó là pháp. Nếu phạm thì phạm luật của Thượng Đế, thì như vậy phải bị trừng phạt, không thể thay đổi khác hơn được. Vì vậy mà hôm nay tôi kết luận cái đề tài trên đến đây kết thúc. Còn cái đòi hỏi ăn mình trở lại về phần ăn chay mà có giúp được cái nghiệp ác mà ăn thịt hay không? Còn phần đó. Trả lời cho. Bây giờ mình đã từ rau sát sanh ăn mặn rồi. Bây giờ mình phát tâm ăn chay để quyết tu cho lạc đến chỗ kết quả thì cái đó cũng được cái luật ân xá. Đức thầy có nói đấy, ơn trên ân xá bất tội căn để kịp đến long qua cầu Phật. Còn nếu mình không ăn năn thì sát một mạng đền một mạng, chặt một dao đền một dao, đúng như lời Đức Phật có nói. Rồi xin thưa có đồng đạo hỏi và đồng họ đồng đạo hỏi ông Năm và câu hỏi kế tiếp. Hiện nay con ở xa chưa có duyên được gặp ông Năm, con rồi mong ông Năm nâng cấp đường tu của con ở xa. Xin cảm ơn ông Năm rất nhiều. Nâng cấp đường tu của cái người này ở xa nước ngoài á. Ta không gì bây giờ cái người ở xa mà muốn tự nâng cấp để cho sự tu tiến lên thì ở đây tôi cũng xin nói với quý vị, cái đó là tôi cũng được Đức Thầy cho phép tôi nâng cấp những người tu yếu lên mạnh, những người làm không được trở lại làm được, thì bây giờ tôi cũng nâng cấp cho cái cô này. Tôi niệm bài Tây Phương ba lần là tôi nâng cấp đó. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ước Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Hóa Đồng Dân Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ước Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Hóa Đồng Dân Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ước Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Hóa Đồng Dân Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Rồi như vậy là tôi nâng cấp cho cô ấy xong rồi đó. Rồi kính thưa ông Nam Điện Giác, tôi nói cho rành cái chỗ đó một chút. Đồng đạo nói chưa có rành. Ban đầu là ly thân nguyện, tức là rời cái thân nguyện giả này, không chấp nó nữa. Cái bước thứ hai là ly cảnh nguyện, tức là cái cảnh mà mình mắt thấy tai nghe đều là giả, cũng lìa luôn. Rồi tới bước thứ ba là ly tâm nguyện, tức là cái tâm suy nghĩ lăng thang lộn xộn mà duyên theo cảnh đó cũng giả luôn, cũng phải ly luôn. Rồi có bước thứ tư nữa là ly luôn cái ly đó, cũng không còn luôn. Tất nhiên là trở lại cái bản tâm thanh tịnh thường hằng là lặng nghe thấy biết. Tất nhiên là mình dùng cây sỏi để quét bụi, bây giờ quét xong rồi thì cây sỏi này cũng phải dẹp luôn. Chừng đó bản tâm thanh tịnh hiện tiền, lúc nào cũng hằng thấy, hằng nghe, hằng biết, rỗng ràng thanh tịnh trùm khắp, rực rỡ,
không có một cái gì che khuất nó được, gọi là ánh sáng mặt trời, gọi là ánh sáng mặt trăng, như vậy mới thật là người tỏ ngộ.